lần đầu tiên phát sóng trên SCTV 14. Bộ phim võ thuật cổ trang đặc sắc về cuộc đời của một tướng cướp vang danh giang hồ. Tao cái mùi của mày phản phất trong gió, cái mùi của thằng quân tử khốn kiếp. Cuối cùng đọc một tim được mày, Bạch Phi Nhạn. Nếu như các người vẫn không tìm ra Bạch Phi Nhạn, chính tay xà lương ta sẽ lấy đi hai cái đầu của các người. Mày là tướng cướp Bạch Phi Nhạn, hãy giao bảo vật ra. Bạch Phi Nhạn đã chết, tôi là Thiên Tâm. Những cuộc giao đấu nảy lửa. Tài sát Thanh Long An. Những cuộc chia ly đầy nước mắt. Trên hành trình xuôi về biển Đông, đón xem Đò Xuôi Vạn Lý lúc 19:45 hàng ngày trên SCTV 14.